Chào các bạn, shop áo thế vũ.com hiện đã mở bán trở lại rồi nha. Các bạn nhớ vô đó mua đồ ủng hộ cho Sun và team pháp sư nha, để có kinh phí làm phim cho các bạn xem nữa. Cảm ơn các bạn nhiều nhiều nha. Chào các Ở tập bạn, trước, mình là Sun lần đầu nè. tiên Hôm Sun nay khám mình sẽ phá tựa chơi game trò Play áo. Together với nhiều điều bất ngờ, đặc biệt là cuộc tái ngộ Ok, với bắt đầu nào, Chara. chạy nhanh lên. Cuộc truy Giống như đuổi là giữa hai tao có người một cái diễn bản đồ ra thế. khá kịch Tự tính. nhiên cánh cửa mở ra kìa. Lúc chạy Ôi trốn, giật mình. Sun đã tình cờ vào Chạy ngôi lên. nhà Virus Zombie Khi mình bị cắn rồi các bạn. Mình biết thôi. và còn đi học nữa. Lại là ngươi. Trời Sun và ơi, ông Chara được điểm học D khá đấy nè. giỏi, Sao học một giỏi đứa quá các điểm bạn ơi. D, một đứa Ê, điểm F. Chạy ra học điểm F. Cuối cùng Sun phải vào Trong khu thâm cắm trại kìa. trại để Giờ mình trốn, chạy thôi. nhưng Chara Giờ vẫn trốn cái tìm gì chơi ra. luôn. Liệu Chạy mọi mất thôi chuyện rồi. sẽ như thế nào? Sao tìm Mời là các sở bạn trường của xem Sun tập luôn đó 2 các trong bạn. series Bạn Pháp nghe sư thấy sức mạnh Gangster mạnh mẽ Game không? mới Là này sát nhé. thủ đó hả? Chara, tao với ngươi không thù không oán. Tại sao ngươi cứ đeo bám ta từ ngoài đời cho tới trong game vậy hả? Ngươi nói nhiều quá. Nói chung là tao thích. Ngươi thật là quá đáng. Mà thấy ai quá đáng thì tao phải chạy. Đứng lại, tên xanh lùn kia, đứng lại. Ngu gì đứng lại. Đứng lại cho ngươi gõ đầu tao như con cá lóc vậy hả? Ấy, anh áo đen, nhìn anh ngầu quá à. Anh xử giùm em con nhỏ xanh được không? Ở đây ta không có dùng bạo lực, nhưng ta có thể chỉ nhà ngươi bắt cua để trốn nhỏ đó. Hả? Em đó giờ đâu có mần ruộng đâu mà bắt em bắt cua. Đúng là càng lùn càng ngu. Bắt cua là ngươi phải chinh phục những bậc thang này. Khi ngươi lên tới đỉnh, ta còn thưởng ngươi 100 đồng nữa. Kèo thơm, chơi liền, he he. Gì chứ nhảy nhót, xanh là chừng. Ê, thằng kia, đứng lại. Còn ngu mới đứng lại á. Đứng lại chứ gõ đầu tao nữa hả? Liêu liêu, dỗ lên đây bắt tao Mày nè. nè. Nó gớt kìa. Bây giờ xem trình độ đi thăng bằng của xanh nè. Tê 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 tê. Mấy bạn thấy xanh có giỏi không nè? Để coi nhỏ nó đâu rồi. Thật là tức mà, sao lại khó nhảy đến vậy ta? He he, đâu có dễ ăn dễ được. Liêu liêu liêu, cái mặt như mèo. Bắt cua hỏng được, chẳng được mà yêu. Nhà mi được lắm. Để coi nhà mi ở trên đó được bao lâu. Được lâu lắm luôn á. 1 hour later. Trời ơi, nhỏ này công nhân rảnh thiệt á. Mà bạn chơi tới đâu, mình chơi tới đó. Ngủ tới sáng cho khỏe. Coi bạn đợi được bao lâu. 7:59 AM. Ý, về sáng rồi. Chắc nhỏ đi mất tiêu rồi. Làm gì đợi nổi. Dưới mũi cắn muốn chết luôn. He he. Thoát khỏi cục nợ rồi. Vui ghê. Hello xanh lùn. Trời đất quỷ thần ơi, sao lại có thể dai như con đĩa như vậy? Ê ê, đứng lại đi. Cho mẹ ăn kẹo nè, đừng có chạy. Còn lâu mới tin. Trời đất ơi, mình chạy bộ, bả chạy xe đạp, sao chạy lỡ đây? Mày nhắm mày chạy thoát tôi không? Thà chạy có thể thoát, không chạy là chết luôn á. Ây da, kẹt rồi. À quên, mình cũng có xe mà, xịn hơn xe của bà nữa. He he, chạy thôi. La 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 la. Ê, có đường hầm kìa, chui xuống đó trốn thôi. Hả? Một cái thị trấn rất là dễ thương luôn. Mà quên nữa, lên xe chạy cho chắc. Nhiều khi bà còn đuổi theo á. Nó thấy không? Trời ơi, tôi biết tôi đẹp trai rồi. Mà đừng có theo đến nỗi vậy được không? Đừng có ảo tưởng. Ê, đứng lại nó nghe này nè. Vậy cùng đi tiệm bể bơi không? Thôi đừng có dụ. Có mà tiệc bể đầu với bà á. Chứ bể bơi cái gì? Mấy đứa nhỏ chỗ khác cho xe chạy nè. Ê, nhỏ xanh né ra. Ê ê. Rồi xong. Dừng lại, dừng lại, bị kẹt rồi. Dừng lại cái con khỉ, tao nói rồi không nghe. Ha ha, bà bị kẹt rồi. Tranh thủ chạy thôi. Liêu 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 liêu. Chà 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 ra. Đang lăng thăng trên trời. Đạp mây xanh hôm nay xuống chơi. Anh hôm nay hay buồn. Ấy, giữa cánh đồng cỏ này, sao có cái hộp này ở đây ta? Khá là thích hợp để mình trốn nhỏ đó đó. Vô liền bếp ơi. Hả? Sao sao ở đây nhìn âm u quá dạ. Tết thui à. Mà còn mờ mờ ảo ảo nữa. Ý, như bên đây có người ngồi nè. Anh áo đen ơi, cho em hỏi, đây là đâu dạ? Đây chính là mồ chôn của người đó.
tinh xanh giáp hồng BD à. Bạn là ai mà nói chuyện vô duyên quá vậy? Ngươi không nhận ra ta thiệt à? Hả? Erosan? Sao ngươi lại ở đây? Để tiêu diệt nhà ngươi chứ làm cái gì? Tiêu diệt ta hả? Đúng vậy, tinh xanh giáp hồng bên đây à. Liêu liêu liêu, nhỏ tiêu diệt ta đi. Trong game, ngươi làm gì có sức mạnh mà diệt ta? Ha ha ha. Error Blaster. Ui da. Sao kỳ vậy? Ngươi hack game hả? Hack game. Không xong rồi, phải report nó thôi. Nhà phát hành game ơi. Ngươi chạy đâu hả xanh giáp hồng? Ta đi report ngươi chứ làm cái gì? Hí, gì vậy? Sao mà thoát khỏi bét của ta được? Trong game mà nó mạnh như vậy ta? Cho hỏi nè. Gì? Tại sao trong game này bạn có thể dùng sức mạnh của mình được vậy? Đúng là đồ ngốc mà. Người không biết là ở trái đất này có tiền là có tất cả. Chỉ cần ta đưa tiền cho nhà phát hành game, nó cho ta làm gì cũng được. Trời đất ơi. Chơi nạp tiền? Ai mà chơi lại mày? Thôi tôi đi trước à. Chết cha rồi. Đương cung phải sao giờ hả bé? Nó tới rồi kìa. Kể từ lúc này trong game chỉ có một San mà thôi, đó là ta. Error San hùng mạnh, ta sẽ tiêu diệt ngươi từ trong game cho tới ngoài đời. Error Blaster. Ui nha, đứa nào vậy? Kara, sao ngươi lại xen vào chuyện của ta? Ngoài ta ra, không ai được hạ San hết. Lên xe nè, San lùn. Hả? Xe này lên sao? Lẹ lên. Biết rồi. Ủa, nãy gượt tôi đánh tôi dữ lắm mà, sao giờ cứu tôi chi vậy? Cứu ngươi xong rồi ta sẽ tiêu diệt ngươi. Hả? Ta không muốn thiên hạ nói ta là thừa gió bẻ măng. Wow, chơi đẹp quá ta. Ủa mà giờ chở tôi đi đâu vậy? Ngươi bị thương đầy mình rồi, đương nhiên là đi bệnh viện. Cái vụ gì đây? Ở đây không có mùi củ cải trắng nha. Con không phải là củ cải, con là bé San. Con bị bệnh, chú chữa bệnh cho con đi. Có sốt ho gì không? Dạ không. Vậy đi qua bên kia. Dạ dạ. Ui da, từ từ bà ơi. Ê từ từ, ui da. Ôi trời đất ơi, đã nói rồi. Gì mà ồn ào quá vậy? Dạ con tới đây trị bệnh. Con năm nay mấy tuổi? Dạ năm nay con 24 tuổi. Gì? Con ảo ma quá vậy? Vô đây làm gì? Dạ con trị xương khớp. Rồi rồi, lên giường nằm đi. Đảm bảo hết 100%. Dạ dạ con lên liền. Ủa? Cái giường này lên nằm sao ta? Cái giường đó lên nằm thôi. Ê nằm dài đúng không Chara? Trời ơi xích lên. Biết rồi kìa. Tôi nằm lại. Nè nè dài được chưa? Bó tay. Ok hen. Nằm đó đi. Để kêu pháp sư lại. Kêu pháp sư lại trả tiền viện phí cho tôi đi. Chứ tôi không có tiền. Ừ tôi cũng vậy. Trời ơi, giải nó chơi game chi giờ bị người ta đánh đổ máu rồi nè. Khổ ghê á, không biết có sao hôn nữa. Thằng nào mà vô côn trong game dữ không biết. Ê, chú y tá ơi, cho hỏi bệnh viện đâu vậy? Ở trên sầu quả, ở đây không phải bệnh viện đâu. Lộn, ý con là thằng nhóc nó mang giáp hồng, nó nằm ở đâu vậy chú? Ở phòng kế bên đó ba. Dạ dạ, y tá gì mà xéo sắc dễ sợ. Ê, cà rết của tôi kìa. Hồi tính sao đi. Ê cha ga, San nằm đâu vậy? Ở trong đó kìa. Rồi. Không thấy hả mà còn hỏi. Ê San, em khỏe không? Sao rồi? Em khỏe. Bác sĩ ở đây chị xương khớp hay lắm pháp sư. Vậy được rồi. Pháp sư ở đây tí việc nha. Nhớ trả tiền cho em. Hey, chào em. Gì nữa vậy ba? Anh muốn nói với em một điều là. Ê kia, chỗ bạn đâu làm việc mày? Chỗ khác. Cho mượn bạn tí đi. Anh muốn nói với em rằng mình bắt trước loài mèo kêu nha, kêu cùng anh mèo 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 mèo, em chim muôn âm anh nhồng nheo khùng nè. Ô nhịp tim bưng lên bởi hàm gì nữa cười xấu xa rồi xong luôn. Ê bác sĩ cho hỏi cái nè. Cái gì? Còn giường bệnh nào nữa không cho tôi nằm với? Hết giường bệnh rồi, còn giường nhà tao không à? Hai đứa nằm chung
có được không? Thôi ông ma quá à. Thôi ghê quá ông ơi. Ê San, xích ga cho anh nằm với em. Rồi trời đất ơi, nó ngủ luôn rồi. Hay thôi kệ, nằm đại chứ biết sao giờ. Nghỉ ngơi chút. Ê cha ga. Úi da, anh nằm đây còn đánh anh nha. Úi da, thôi mà tha cho anh đi. Con nhỏ xỏ lá ba que này dám cưỡi tay trên của ta, tức ơi là tức mà. Các ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi tay Erosan này đâu.